Đây, hôm nay mua lô hàng LS600. Anh bảo nó bảo cái này không có này em nhá. Cái này ở 500. Đứng nắp đây hỏng ấy. Cái này nông đen này. Cái này nó chỉ như này thôi. Hiểu chưa? Bảo nó từ từ nó bắt vào. Chỉ nó đạt hết rồi đấy. Bên này nó đạt hết này, thằng mấy thằng. Cái 500 này có. Cái cầm tí cầm hết rồi. 1 2 nó 3 4 nó. Không có nào cả. Cái đấy là nắp cái đấy, cái đấy là nắp bên đây. Cái này là nắp bên đây này. Mấy thằng này nắp. Cô Trung không phải cái này. Đây, cái này là bên này. Bỏ gói cho mình cầm về được. Gói cái này vào cho mình cầm về. Thế anh cầm một túi về nhớ không? Toàn bộ nó tháo cái này ra, tháo hết ra. Tháo đi. Được nó không lấy nha.